Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ngay sau khi xác định đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2022, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đưa ra thông báo khá bất ngờ. Họ sẽ cử một đội hình gồm phần lớn là những cầu thủ ở độ tuổi U20 để thi đấu trước U23 Thái Lan, Lào và Mông Cổ để nhằm cọ sát lấy suất đi Olympic 2024. Lứa cầu thủ này sau đó sẽ tiếp tục tham dự môn bóng đá nam ở hai kỳ SEA Games tới đây tại Việt Nam và Campuchia. Quyết định có phần táo bạo được Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa ra sau nhiều năm bóng đá Malaysia trắng tay ở các cấp độ đội tuyển, đỉnh điểm là thất bại của đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Chen Ho đã không thể có vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 sau khi trải qua một cuộc cách mạng ở đội hình với sự xuất hiện của hàng loạt những cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Cho tới trước vòng loại thứ hai World Cup hồi tháng 6, Malaysia đứng nhì bảng với vỏn vẹn có một cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Soumaré. Thứ hạng của đội bóng này bị tụt xuống và đi ngược với đà tăng số lượng cầu thủ nhập tịch trong những trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Malaysia với 3 cầu thủ nhập tịch cùng với ít nhất là 4 mã kiều đã cán đích ở vị trí thứ 3 ở trên bảng xếp hạng. Những quan điểm trái chiều liên tục xuất hiện ở trên dư luận của Malaysia rằng những người làm bóng đá có thể đã bỏ quên nguồn lực từ công tác đào tạo trẻ hoặc là những cầu thủ trẻ không đủ tốt để có thể phục vụ cho đội tuyển. Giai đoạn 2009 đến 2011 có thể coi là thời kỳ thành công rực rỡ nhất của bóng đá Malaysia với một chức vô địch AFF Cup và hai tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games mà không có bất cứ cầu thủ nhập tịch nào ở trong đội hình. Một thập kỷ trôi qua, bóng đá Malaysia chưa từng tái lập vị thế số 1 ở khu vực, cũng chưa ghi dấu ấn nào đáng kể ở sân chơi châu lục. Đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Ho đã về nhì tại AFF Cup 2018 trước khi dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. U22 Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ong Kim Sui đã dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019, dù từng giành huy chương bạc ở giải đấu này vào năm 2017. Người Malaysia đã nhận ra rằng đã đến lúc cần phải thay đổi. Họ bắt đầu bằng việc rút huấn luyện viên Ong Kim Sui khỏi cương vị huấn luyện viên để đưa ông lên làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Malaysia từ sau SEA Games 2019. Đưa một nhóm cầu thủ ở độ tuổi U20 lên tham gia các giải của lứa U23 không phải là một cách làm mới ở trên thế giới. Bản thân huấn luyện viên Ong Kim Sui đã từng thực hiện điều này trong những năm dẫn dắt các đội trẻ Malaysia. Lần gần nhất ở SEA Games 2019, ông đã mang tới Philippines 3 cầu thủ ở độ tuổi U19, còn ở giải Asian Games 2018 thì là 4 cầu thủ. Tuy nhiên lần này thì ông Ong Kim Sui đã quyết tâm triệt để khi mà đưa ý tưởng đôn lên U23 toàn bộ lứa cầu thủ U20. Người Malaysia muốn tái thiết nền bóng đá bắt đầu bằng việc xây dựng tầm nhìn tới năm 2024 với tham vọng là hướng ra châu lục. Nhóm cầu thủ từ 20 tuổi trở xuống sẽ được chuẩn bị dài hạn bằng việc tích lũy kinh nghiệm để hướng tới vòng loại Olympic 2024. Đó là những lời phát biểu của ông Ong Kim Sui ở trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Thế nhưng nhìn một cách sâu xa, bóng đá Malaysia đang mắc phải một nghịch lý, đó là càng bị tụt dốc thì họ lại càng mơ mộng hão huyền. Điều nhận thấy ở Liên đoàn bóng đá Malaysia nói riêng và bóng đá Malaysia nói chung, đó là họ đang loay hoay trong vòng xoáy làm thế nào để phát triển và thay đổi cũng như là đưa ra những sáng kiến nhanh và rất nhiều. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Liên đoàn bóng đá Malaysia tiếp tục chính sách nhập tịch có chọn lọc. Không biết là có chọn lọc bằng cách nào, rồi cũng chính Liên đoàn bóng đá Malaysia lại đưa ra việc chạy thứ hạng FIFA bằng cách là mời các đội tuyển quốc gia yếu để đá giao hữu với Malaysia để tích điểm. Nay thì Malaysia lại tiếp tục mục tiêu đưa đội Olympic của họ có mặt ở Olympic 2024 được tổ chức tại Pháp. Cụ thể hóa điều này đó là việc Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa U20 Malaysia dự vòng loại U23 châu Á cùng bảng G với Thái Lan, Mông Cổ và Lào đá ở tại Mông Cổ để tăng cường cọ sát. Điều đáng nói là sân chơi Olympic châu Á chỉ có 3 suất thì làm sao mà Malaysia có thể chen chân vào nổi với những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Ả Rập Xê Út mà lại mơ mộng hão huyền như vậy. Olympic Tokyo lần này châu Á hưởng lợi khi mà diễn ra ở Nhật Bản, cho nên châu Á có tổng cộng là 4 suất bao gồm chủ nhà Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên khi mà bước sang Olympic 2024 tổ chức tại Pháp thì châu Á chỉ có 3 suất mà thôi. Thế nhưng Malaysia lại mơ mộng quá cao. Tại các giải đấu ở Đông Nam Á, ý tưởng sử dụng cầu thủ U19 cho đội U22 đã được Thái Lan thực hiện ở tại SEA Games 30.
huấn luyện viên Akira Nishino đã trao cơ hội cọ sát cho rất nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho U23 châu Á 2020 trên sân nhà. Sau Thái Lan đến lượt Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay thế gần như là toàn bộ đội tuyển quốc gia bằng lứa cầu thủ U23 để đá các trận cuối cùng ở tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua với mục đích là chuẩn bị cho tương lai. Ngay cả tuyển Việt Nam ở vòng loại vừa qua cũng có rất nhiều cầu thủ U22. Tại châu Á, Asian Games 2018 cũng chứng kiến một đội tuyển Olympic Nhật Bản trẻ trung với nòng cốt gồm nhiều cầu thủ U19 và U21. Lứa cầu thủ sẽ cùng với huấn luyện viên Hajime Moriyasu tranh tài ở tại Thế vận hội trên sân nhà. Nhìn về bóng đá Việt Nam, mấy năm gần đây chúng ta cũng đã có những thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà ở cả tầm khu vực và châu lục. Song liệu như thế thì đã đủ để xứng đáng là vị trí anh cả ở khu vực Đông Nam Á hay chưa? Và đã đủ tiềm lực để hướng tới cái đích cao hơn, đó là World Cup 2026 hay chưa? Thành tích vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn 4 năm trước thì chính Thái Lan cũng đã từng làm được điều này. Viettel là nhà đương kim vô địch V-League với 5 tuyển thủ quốc gia vừa cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022, bao gồm có Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Thanh Bình và Hoàng Đức, đã để thua khá dễ dàng trước đương kim vô địch Thái League là PG Pathum United tại vòng bảng AFC Champions League 2021, lần lượt với các tỷ số 0-2 ở lượt đi và 1-3 ở lượt về. Kết thúc vòng bảng AFC Champions League 2021, Viettel chỉ giành được có đúng 6 điểm trước đội xếp cuối bảng là KAFC của Philippines, xếp thứ 3 ở bảng F. Thành tích này không chỉ thua kém PG Pathum United của Thái Lan, đội xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng F và giành quyền đi tiếp, mà lại còn kém cả hai đại diện khác của bóng đá xứ sở Chùa Vàng, đó là Chiang Rai United với 8 điểm giành được và xếp thứ 3 ở bảng H, và câu lạc bộ Pok FC cũng giành được 8 điểm xếp thứ 3 ở bảng G. Điều đó có nghĩa là khi bước ra sân chơi châu lục thì đội bóng hàng đầu của Việt Nam vẫn còn đang thua kém 3 đội bóng hàng đầu của Thái Lan. An ủi là đội bóng áo lính có thành tích tốt hơn so với đại diện còn lại của Thái Lan là câu lạc bộ Ratchaburi cũng như là Johor Darul Tazim của Malaysia hay là KAFC United City của Philippines hoặc là Tampines Rovers của Singapore. Thế nhưng việc Viettel FC thua kém 3 câu lạc bộ của Thái Lan ở AFC Champions League đã buộc chúng ta phải tự hỏi rằng liệu bóng đá Việt Nam đã thực sự vượt mặt được người Thái hay là thành tựu mà đội tuyển Việt Nam vừa có được chỉ là một giai đoạn nhất thời thăng hoa dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thất bại của Viettel tại AFC Champions League năm nay đã cho thấy rằng Viettel dù đã nỗ lực hết sức cố gắng và sở hữu một đội hình cũng không đến nỗi nào, thế nhưng rõ ràng là vẫn còn non kinh nghiệm và còn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều nếu như muốn vươn ra biển lớn. Trên thực tế, từ lâu nay bóng đá Thái Lan đã tỏ ra hết sức nghiêm túc với sân chơi châu lục. Bằng chứng là họ từng khiến cho các cường quốc phải vị nể với 2 lần đứng trên đỉnh cao của châu lục của câu lạc bộ Thái Farmer Bank. Và năm nay thì bóng đá xứ sở Chùa Vàng có tới 4 đại diện tranh tài ở vòng bảng AFC Champions League. Trong khi mãi tới mùa giải năm nay, bóng đá Việt Nam mới có được một suất của câu lạc bộ Viettel, cũng như là sự nỗ lực gần đây của câu lạc bộ Hà Nội ở AFC Cup. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng ở cấp độ câu lạc bộ, bóng đá Việt Nam vẫn đang đi sau so với bóng đá Thái Lan. Chúng ta cần phải nhanh chóng đuổi kịp người Thái ở cấp độ câu lạc bộ, qua đó xây chắc chân đế cho đội tuyển quốc gia. Và đó mới chính là con đường để phát triển đúng đắn và dài hạn của bóng đá Việt Nam để trở thành anh cả của khu vực Đông Nam Á cũng như là từng bước tiến ra châu lục. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.